một số anh em cân thủ đi câu tự nhiên, bản tự nhiên hay vứt đồ ăn lung tung. Xong rồi mùi đồ ăn thu hút rắn rết vào, đặc biệt là con rết. Gà là để chuyến thì rắn rết đấy. Nhưng mà con gà của em hôm nay bị ốm, nhắc ăn lắm, không biết lý do gì. Mình vừa tìm thấy một bụi chanh to để làm thuốc cho gà. Đây có cây bonsai này. Này, cây bonsai đẹp chưa? Cây là lá chuối mà. Bonsai đó, lá chanh mà lại tỉ gà biển ăn à. Đấy, gà ăn là chanh chân nên là vừa. Ăn là chanh vô mà trị bệnh. Nó chưa? Hả? Đòi ăn tầm đén hả? Trời, hỏi thông minh rồi. Tầm đén với tao bắt dê những kiểu trừ bàn tay này. Này, này, này. Đi cầu lục nhá. Đi. Bắt tầm đén cho hai đứa bầy ăn. Anh em nói cái hồ này khó đánh. Nước sâu tầm mười mấy mét này. Với mình này. Như trừ bàn tay. Chuyển nhá. Tụi nó nhỏ thôi. Nắm con ra đây. Để săn nó vừa đỡ. Để săn nó có cá là vừa thấy nhá. Chia sẻ với anh em một cái mèo vặt, khi mà vừa gió vừa lành ổ mình thế này không có cá, đi chim lợn. Ổ cũng dân có cá cháu chim lợn nhá. Chim kệ mày gì. Bắt được là của cháu nhá. Ừ. Nếu mà được cá đó đừng có lấy lại nữa. Lấy chi. Đúng rồi. Đóng cá rồi. Phải có kỹ năng đó, ông ấy đùa đâu. Rồi là phải biết chim lên đúng lúc. Có khuyên luôn. Qua clip này em muốn nhắn nhủ đến các bác, khi đi câu không nên vứt rác, vứt đồ ăn bừa bãi, vừa bẩn vừa thu hút rắn rết, rất là nguy hiểm, nhất là các điểm ở ngoài tự nhiên. Và quan trọng nữa là đi câu đừng có gãy to, đến lúc mỏm lại phải đi chim lợn.